Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đã có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu. Căn nhà này có hướng chính bắc và nằm kế bên ngã tư Miếu Ông Cù, gần con đường DT73, gần chợ Phú Phong, gần vòng xoay An Phú. Căn nhà này di chuyển đi vòng xoay An Phú chỉ đâu đó khoảng hơn 2 km thôi. Cách ngã tư Bình Chuẩn và nhà thờ Bà Trà khoảng hơn 1 km nhé. Nhà hướng chính bắc, giá công nhân. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá chỉ 2 tỷ 250 triệu đồng cho căn nhà sổ hồng riêng. Thổ cư 100% nhé. Căn nhà này có diện tích ngang 4, dài 15. Được đúc một trệt một lầu và có con đường nhựa phía trước rộng 8m, vỉa hè mỗi bên 3m. Ở đây được quy hoạch đường điện âm, nước âm đầy đủ hết, đã có sổ hồng riêng rồi. Mình chỉ việc mua về dọn ở trước Tết thôi nha. Đây là con đường vào của căn nhà. Đây là căn nhà duy nhất có mức giá mềm tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Ở đây mình có thể chạy xe hơi vào luôn nhé. Cửa sắt 4 cánh đã được chủ nhà hàn bao lên tới trên rồi. Mình để xe Honda ở ngoài đây là vô tư luôn. Phía trong mình có thêm một lớp cửa thứ hai được chủ nhà làm kiến cường lực kết hợp với sắt nhé. Mặt tiền được chủ nhà ốp đá lên tới trên luôn. Rất là đẹp nha. Quý khách hàng đang xem nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi, ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất em đưa lên hàng ngày cho quý vị mình cùng xem. Di chuyển vào trong phòng khách này. Ở đây có phòng khách rất là đẹp nha. Trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ngay không gian phòng khách này. Hai bên được chủ nhà ốp nhựa giả đá. Rất là đẹp nha. Vách thì được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m4. Sàn gạch bóng kiếng rất là đẹp nha. Bên đây chủ nhà để các khung tranh bên đây. Bác nào đang có nhu cầu mua nhà giá tầm tiền giá công nhân hãy liên hệ ngay với em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã tư Miếu Ông Cù hoặc vòng xoay An Phú hoặc ngã tư Bình Chuẩn, em sẽ dẫn vào xem nhé. Giá mềm nhất 2 tỷ 250. Có một số căn giá tầm dưới 2 tỷ em không có quay. Bác nào có tầm tiền giá công nhân dưới 2 tỷ hãy liên hệ với em. Em không quay, không chụp hình. Alo cho em sẽ dẫn trực tiếp đi xem nhé. Ở đây có phòng bếp nấu ăn rất là rộng này. Đây có phòng vệ sinh ở dưới cộng với chậu rửa mặt xinh xắn ở đây. Đây có không gian để máy giặt nhé. Đây có hai dàn tủ trên và dưới được chủ nhà đóng rất là đẹp này. Phía sau mình có lối thoát hiểm rộng 1m nhé. Ở trên đây là hệ thống trần chỉ thạch cao. Ngay không gian của khu bếp này. Ở đây có 1m phía sau này, lối thoát hiểm của nhà mình được sử dụng luôn nhé. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan các phòng ngủ trên nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa. Chủ nhà thiết kế hai bên rất là rộng nha. Tay vịn gỗ gò sồi và kính cường lực. Bác nào đang xem thì vui lòng ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như để theo dõi các video mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình cùng xem và tham khảo. Nhớ ấn đăng ký kênh và hãy alo cho em để đi xem ngay căn nhà này nha. Chỉ 2 tỷ 250 thôi. Nhà 3 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Nội thất cơ bản rất là ok nhé. Đây là phòng vệ sinh thứ hai ở lầu trên. Khoảng trống không gian cầu thang này chủ nhà để giếng trời đây nhé. Để mình lấy ánh sáng tự nhiên. Bên đây có phòng ngủ thứ hai. Tất cả cửa đều có cửa nhôm sinh pha đầy đủ hết.
Đây là phòng ngủ thứ ba nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 4 sâu 15, tổng là 60 m², thổ cư 100%, được chủ nhà đúc một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, nhà chỉ có 2 tỷ 250 triệu thôi. Hãy liên hệ ngay với số điện thoại của em để đi xem căn nhà này nhé. Tiền trên này. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.